chào mừng toàn thể bà con anh em trở lại với Facebook cày chảo của cơ khí nông nghiệp Vũ Hải trong ngày hôm nay. Hôm nay em lại tiếp tục đưa các cái sản phẩm của mình, những cái sản phẩm rất là đỗi quen thuộc với lại bà con làm máy, và để hướng tới cái sản phẩm của ngày hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu cho anh em một sản phẩm, đó là dàn cày pha lâm ba chảo. Hai dàn cày rất là ok, chờ sẵn để lên đường rồi. Thì trong đó hai dàn xong rồi thì giờ lên một dàn trước. Có khi nào nó tụt về đằng sau đấy, ông lên về đằng sau một tí nữa đi, hoặc là cho nó chờm hẳn lên cái bích, cho rộng ra xong rồi chờm vào cái bích, chờm lên cái bích có con ốc ấy. Đấy, cả hai bên. Chào bác Tùn nha. Dàn cày ba chảo pha lâm cho máy 50 HP quá chất. Tưởng đứt dây. Xuống hả? Có cái đơ ở trong nhà đấy.
chào anh Hải đi nhá. Chào bác tao là thiết. Nhất là nhiều cày đã lên hình cho anh em này rồi.